Chúng tôi đã phản ánh về việc ngành bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Bình ra chỉ đạo chính quyền buộc người dân phải sử dụng một số loại thuốc trị sâu đục thân ở lúa của doanh nghiệp ngoại. Các doanh nghiệp trong nước nói gì về việc này và việc làm này thì có vi phạm luật cạnh tranh cũng như là luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật hay không? Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Đây là một trong những nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hiện đại nhất Việt Nam. Doanh nghiệp này đã cho ra thị trường hơn 200 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có một số loại thuốc trị sâu đục thân trên lúa. Có phương châm là người Việt Nam phải dùng hàng Việt Nam, và cái thứ hai là mình phải hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển trên đất nước mình, thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Trong khi đó, nếu mà mình làm theo cái khái niệm đó thì mình đang phụ thuộc vào nước ngoài rất nhiều. Ngay cả họ có thể làm cái giá cao, rất cao, nông dân mình phải chịu những chi phí đó. Tất cả cái sản phẩm nào mà đã có trao danh mục rồi thì tất cả doanh nghiệp đó phải được kinh doanh và được bán buôn bán bình đẳng như nhau ở trên tất cả các tỉnh thành của thành phố Việt Nam mình. Trong khi đó, vị lãnh đạo ngành bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình khẳng định ra công văn chỉ đạo người dân sử dụng thuốc ngoại là do thuốc của doanh nghiệp trong nước không tốt. Đắt cắt ra miếng thuốc của nó cực tốt đấy, đắt cắt ra miếng, chứ còn các chị không, nói thật với em không hề có một tí nào mảy may nào về cái chuyện phần trăm phần nghìn, chị nói nghiêm túc. Những cái khác, thuốc khác không tốt, chị khẩu nghiệm chị không thấy tốt rồi, thuốc không, các chị làm khẩu nghiệm rất nhiều chứ không phải không, chị có biên bản khẩu nghiệm của em cung cấp em biên bản rồi mọi người về hết. Theo các luật sư và chuyên gia bảo vệ thực vật thì việc chỉ đạo của ngành bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình đã đi trái với luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đồng thời vi phạm luật cạnh tranh. Vì nếu chỉ đạo theo như công văn thế này thì vô tình các cơ quan này đã vi phạm vào cái điều 10 của luật thương mại và điều 6 của luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước có thể khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện và các ngành bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Bình. Cục bảo vệ thực vật mới có cái khuyến cáo để cho bà con sử dụng, và cái khuyến cáo ấy cũng có tính chất là cảnh báo chứ không có tính chất hành chính thì sẽ là không đúng. Rất là dễ dàng để tôi có thể bắt gặp những cái vỏ sản phẩm thuốc mà đã được Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thái Bình chỉ đạo cho các xã và các huyện và những người nông dân phải sử dụng để phun phòng sâu bệnh trong mùa vụ này. Như vậy thì đồng nghĩa với việc là từ xã đến huyện cũng như người nông dân thì đã thực hiện đúng cái chỉ đạo của Chi cục Bảo vệ Thực vật. Còn với vị Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thái Bình thì cũng đã khẳng định là không có bất cứ một cái tác động nào trong cái việc chỉ đạo phải sử dụng loại thuốc này. Như vậy đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp mà sản xuất ra những cái loại thuốc này thì bỗng dưng nhận được một cái thị trường tiêu thụ tương đối độc quyền tại tỉnh Thái Bình. Điều đó thì liệu là có tin được hay không? Và với việc chỉ đạo người dân phải sử dụng một số loại thuốc trong công văn thì ngành bảo vệ thực vật của tỉnh Thái Bình cũng đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ngoại thu được một số tiền khổng lồ. Đây là bảng giá nhập khẩu những nguyên liệu để đóng gói thành thuốc bảo vệ thực vật của công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta. Theo bảng giá này, hoạt chất để làm thuốc Vitaco chỉ có giá khoảng 660.000 đồng 1 kg. Hoạt chất này được đóng thành các gói 3 g và được bán ra thị trường với giá 18.000 đồng một gói. Như vậy, sau khi đóng gói, 1 kg thuốc Vitaco được bán với giá 6 triệu đồng. Giả sử như 81.000 hecta lúa mùa đều được người dân Thái Bình sử dụng thuốc Vitaco theo chỉ đạo của tỉnh, thì mỗi sào người dân phải bỏ ra 36.000 đồng để mua 2 gói phun 2 lần. Như vậy, tính riêng vụ lúa mùa, người dân phải bỏ ra hơn 77 tỷ đồng để mua thuốc Vitaco phòng trừ sâu đục thân. Còn nếu mua thuốc nội, chi phí này chỉ bằng khoảng 1/2. Và việc chỉ đạo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được thực hiện từ 4 năm nay. Như vậy có thể thấy là khoản lợi nhuận khổng lồ mà các doanh nghiệp thu được sau vụ việc này.